đây là sen, còn đây là cát, và đây là hàng tinh mệnh. Sen cuốc hết khỏi xe tải chở rác, vậy là họ trở thành bản cung phong. Bắt đầu dịch vụ trong trẻ đầy thú vị, và ngoài dự kiến họ trở thành bản thân. Họ có thể rất khác nhau, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, họ trở thành sự kết hợp hoàn hảo. Đừng bỏ lỡ Sam và Kate 18:30 hàng ngày độc quyền trên UTV.